Xin chào và cảm ơn đã trở lại với bản tin KTV ngày 12 tháng 9 năm 2022. Bản tin hôm nay, Bitcoin ngắn hạn không kết thúc khi giá BTC tăng 17% hàng tuần. Các nhà phân tích vẫn tự tin rằng hành động giá BTC có thể phá vỡ 23.000 đô la khi đưa vào dữ liệu hợp nhất Ethereum và CPI của Hoa Kỳ. Bitcoin BTC vẫn ở mức cao hơn vào cuối ngày 10 tháng 9 hàng tuần khi các dự báo lạc quan ủng hộ 23.000 đô la tiếp theo. Các mục tiêu 23.000 đô la Mỹ vẫn còn nguyên dữ liệu từ Cointelegraph Market Pro và TradingView cho thấy BTC USD chạm mức 21.730 đô la trên Bitstamp qua đêm cao nhất kể từ ngày 26 tháng 8. Cặp tiền này đã cố gắng duy trì lợi nhuận trước đó của nó mặc dù các điều kiện giao dịch cuối tuần khối lượng thấp có khả năng khuếch đại bất kỳ điểm yếu nào. Trong số các nhà phân tích, có thể thấy rõ sự phấn khích khi bước vào tuần mới, một tuần sẽ chứng minh vai trò quan trọng đối với hành động giá tiền điện tử trong ngắn hạn. Hợp nhất Ethereum X và dữ liệu lạm phát mới của Hoa Kỳ là những chất xúc tác hàng đầu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Mong đợi sự biến động sẽ tăng xung quanh dữ liệu kinh tế của tuần tới, tài nguyên giám sát trực tuyến Material Indicator đã viết trong một phần của một tweet vào cuối tuần. Trong khi chờ đợi, hãy nhớ, đây là một cuộc biểu tình. Nếu bạn không chốt lời, bạn có nguy cơ phải trả lại tất cả. Một biểu đồ đi kèm cho thấy sổ đặt hàng Binance BTC USD cung cấp mức kháng cự vững chắc gần 21.500 đô la Mỹ, một vùng mà những con bò đực sau đó đã xuất hiện để vượt qua. September bị đánh bại do đó. Giá đóng cửa hàng tuần được thiết lập là mức cao nhất trong 3 tuần, Bitcoin đã giao dịch trên giá đóng cửa từ nửa cuối tháng 8. Về vĩ mô, hy vọng rằng một cuộc biểu tình tài sản rủi ro bền vững sẽ diễn ra sau đó trở nên mạnh mẽ hơn, với nhà phân tích Hennick Zeeberg đặc biệt tự tin. Mỗi khi lạm phát lên đỉnh thị trường chứng khoán tăng điểm, mọi lúc, và RSI động lượng đang trong khu vực quay đầu, ông lập luận trong ngày. Chỉ số CPI của Mỹ sẽ công bố vào thứ ba. Lần này sẽ không khác. Dữ liệu CPI tháng 7 cho thấy Mỹ có thể đã chứng kiến mức lạm phát cao nhất. Các quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của KTV. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết video.